Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống vô cùng khó hiểu liên quan đến giao thông. Một tài xế lái xe ô tô về trước nhà của mình, thay vì xuống xe mở cửa để chạy xe vào nhà, thì anh này lại có hành động kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Lúc này cánh cổng chỉ mở một bên, không đủ bề rộng cho một chiếc xe ô tô chạy vào. Người tài xế lại có hành vi bất thường khi nhấn ga tông thẳng vào một bên cổng nhà như thế này và đâm ngã hai chiếc xe máy đang dựng bên trong. Thay vì xuống xe xử lý vụ việc, tài xế lại bất ngờ cho lùi xe tông tiếp bên cổng còn lại để ra ngoài như thế này chỉ vì một pha chạy xe vào nhà mà gây thiệt hại tài sản. Tình hình trộm cắp tài sản vẫn luôn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Các đối tượng ngày càng ranh ma và liều lĩnh. Như vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Long An ngay sau đây. Ngay giữa ban ngày, gia chủ ở ngay trong nhà, nhưng xe thì vẫn mất. Đoạn camera đã ghi lại vụ việc xảy ra tại nhà một người dân ở Cần Giuộc, Long An. Ngay giữa ban ngày, hai đối tượng đã xuất hiện tại đây sau một hồi quan sát. Một tên đứng cảnh giới, tên còn lại tiến lại bẻ khóa cửa rào. Sau đó vào trong cụm nóng chiếc xe Airblade biển kiểm soát 59L2-83389 rồi tẩu thoát. Một lúc sau, người dân mới phát hiện chạy ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Không những chỉ có tài sản giá trị mới bị các đối tượng trộm cắp nhắm tới, mà thời gian gần đây, ngay cả bóng đèn thắp sáng trước nhà dân cũng liên tục bị trộm, khiến người dân không khỏi bất an. Một nhà dân ở thị xã Bến Cát, Bình Dương bị trộm gỡ bóng đèn. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên ngôi nhà này bị mất trộm, mà đây đã là lần thứ hai bóng đèn cứ không cánh mà bay. Trích xuất từ camera thì cả hai lần cùng một thủ phạm là người đàn ông đang trông dáng vẻ như đi tập thể dục. Sau khi quan sát đã tới gỡ trộm, xui là lần này bóng đèn bị cháy bóng. Bóng đèn để thấp trước nhà giá trị không bao nhiêu, nhưng lại bị kẻ vô nhân đạo gỡ trộm.